Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang thiết lập quan hệ đối tác để huấn luyện và vũ trang quân nổi dậy Syria có khuynh hướng ôn hòa để chống lại nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ John Bass và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ loan báo mối quan hệ đối tác ở Ankara. Trung tâm Y tế UCLA Ronald Reagan cho biết, một số bệnh nhân có thể đã tiếp xúc với một siêu vi khuẩn kháng thuốc trong quá trình nội soi, làm lây nhiễm 7 bệnh nhân và góp phần gây nên 2 ca tử vong. Nhà chức trách nói rằng hơn 170 bệnh nhân có thể bị nhiễm khuẩn và đang được cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà mà sẽ được hệ thống bệnh viện của Trường Đại học California phân tích. Tổng thống Barack Obama đã bổ nhiệm phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki làm trưởng phụ trách truyền thông của Tòa Bạch Ốc. Bà Psaki sẽ thay thế chiến lược gia truyền thông kỳ cựu Jennifer Palmieri. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.